bạn, hôm nay mình với con gái mình là Cindy sẽ ăn ăn vặt với cái món là bánh lăng ha các bạn. Và sau đây mời các bạn xem cách làm bánh lăng của mình ha. Đầu tiên thì mình đã chuẩn bị hai cái chén sữa tươi ha các bạn, nửa chén đường và 8 trứng gà ha. Đầu tiên thì mình bỏ một ít xíu xíu đường vô, mình làm cái đường ở phía dưới của cái bánh trước ha. Mình lấy chút xíu đường các bạn, mình bỏ chút xíu nước vô ha, cho nó tan, mình bắt lên bếp mình nấu cho nó sôi. Giờ mình quậy cho đều, chờ khi đến khi nó trở thành cái màu nâu vàng là được ha. Bây giờ thì nó đã trở thành màu vàng rồi các bạn, còn sậm rồi ha. Đổ vô đây miếng ha, mỗi cái một miếng thôi các bạn cho nó thơm. Mình phải làm nhanh lắm, thôi nó màu đen lắm. Rồi ha. Và bây giờ thì mình bắt đầu làm bánh đó các bạn. Đầu tiên thì mình đập trứng bỏ vào cái thau này ha. Xin thì con đập trứng đi. Có cái trứng này nãy mình làm nó bể á, cho nên mình đập trước ha. Con quậy. Tại vì mình chỉ lấy 4 cái tròng trắng trứng thôi các bạn. Bỏ đây nè xin này. Mình chỉ lấy 4 cái tròng trắng trứng thôi ha. Giờ mình lấy 8 cái tròng đỏ và 4 cái tròng trắng trứng, còn dư 4 cái thì mình bỏ vô đây. Không phải đi. Mình bỏ hết đường vào hả các bạn. Khi mà làm hết cái tròng trắng thì nó bánh hơi bị cứng các bạn, không ngon không? Mình sẽ lấy 8 cái tròng đỏ và 4 cái tròng trắng của trứng thôi ha. Này không cần đánh nhiều cho nên mình không có dùng máy các bạn, mà chỉ dùng tay thôi. Mình đánh đường và trứng cho nó tan thế này là được rồi các bạn. Xong rồi mình đổ sữa ra rồi con đánh đi. Để làm cho nó vừa tan ra các bạn. Tan này thế này là được rồi. Ok. Đây là cái chén đường mà hồi nãy mình đã chuẩn bị đó các bạn. Bây giờ thì mình đổ nó vào rồi mình nấu ha. Mình lượt nó cho nó cái mấy cái tròng trắng hay gì đó nó còn lại nó
chưa tan hết đó các bạn. Tại vì cái bánh này nếu mà đánh nhiều quá đó thì nó sẽ bị phình lên giống như bánh ông Lan thì không ngon ha. Thường thì mình làm cái này thì khoảng 8 cái các bạn. Lỗ hay các bạn thích nhiều thì làm gấp đôi ha. Ai thích cà phê đó các bạn có thể mình nấu cà phê chung với đường, mình đổ phía đáy phía dưới đất của cái khắp đó, cái đồ nướng đó thì nó có mùi thơm cà phê ha. Tại vì mấy đứa nhỏ con mình thì nó không thích lắm mùi cà phê cho nên mình chỉ nấu với đường cho nó thành màu nâu đen thơm thôi. Đi lấy cho mày cái chén này đi, chắc chưa được cái chén nhỏ giống như vậy. Nhỏ xíu để mẹ bỏ vô nướng nè, chắc mẹ nghĩ nó dư. Một cái thôi, đây qua bỏ vô đây cho con. Tại nó dư một miếng cho nên mình bỏ vô cái chén này không có đường ở dưới hết các bạn. Vậy là xong các bạn, bắt đầu mình bỏ vô lò nướng ha. Mình đã dặn lò cho nó nóng rồi ha, mình dặn lò phía dưới 350 độ F ha. Okay. Mình bỏ vào nướng ha các bạn. Mình nướng khoảng 1 tiếng thì nó chín ha. Okay. Yeah. Xong cái này là cái nước nóng á. Mình đã nấu sôi cái ấm nước nóng này ha, mình đổ phía dưới của cái dĩa mà mình bỏ cái bánh vô nướng đó các bạn. Cái này là nước nóng ha, mình đổ chừng phân nửa của cái chén mình nướng là được các bạn. Bỏ vào trong đó ha, mình nướng khoảng 1 tiếng đồng hồ là xong các bạn. Bây giờ thì nó đã chín rồi các bạn, mình đã tắt lò rồi ha, mở ra xem nó như thế nào. Các bạn nhìn thấy không? Thế là mình không có quậy nhiều đó mà nó còn phình như vậy đó. Nhìn rất là ngon các bạn. Để bây giờ mình lấy ra ha. Và bây giờ thì mình và con gái mình sẽ bắt đầu ăn bánh đó các bạn. Gia xin mời các bạn ha. Ok, xin đi. Còn Aiden thì Aiden ăn kem các bạn, mình không ăn bánh này, Aiden chỉ ăn kem thôi ha. Ăn thử cho con, ngon không ha? Cái này là mình với con gái mình làm ha. Rất là ngon các bạn, béo mà ngọt vừa phải ha. Cái này hôm qua mình để lửa hơi cao một chút xíu cho nên nó có cái mấy cái giống như là cái bubble đó các bạn, cái bong bóng á. Nếu mình để lửa dừa thì nó không có cái này thì nó đẹp hơn ha. Cái đường hôm qua mình nấu nó vừa hơi vàng chút xíu cho nên nó có màu ở trên trông rất là đẹp.
Ngon không? Ê, định không biết ăn bánh này đâu các bạn. Mình đã bỏ vào tủ lạnh mấy tiếng đồng hồ cho nên nó lạnh. Rất là ngon ha. Cái này ăn la xét rất là ngon luôn. Hôm qua mình làm một cái như vậy nó được 9 cái giống như vậy các bạn. Trời mình nóng nóng ăn cái này nó rất là mát miệng mà lại béo mà lại có vị ngọt rất là ngon. Thì muốn ăn cái nữa không? Ngon. Mẹ xong rồi. Và mình có một cái dĩa trái cây nữa các bạn. Mùa này là mùa trái cây rất là nhiều. Đây là cherry nha. Ăn nữa không? Anh lấy cho. Thôi. Ăn trái cây. Cherry này là cái này nó rộ lắm các bạn cho nên chín đen sầu luôn rất là ngọt. Đèn cherry không? Đừng ngon không? Thật mấy này trái blueberry bữa mình đi hái đó các bạn. Mình vô vườn hái đó. Nó cũng ngọt nhưng mà không có bằng cherry ha. Cherry nó giữa mùa rất là ngọt, còn này nó đầu mùa nó còn hơi chua xíu. Mình thích ăn cái này lắm. Mình thích ăn cái nào? Ai định ăn này không? Ăn hết rồi, mẹ với xin điện hết rồi. Đen thù luôn các bạn, ngọt ngay à. Đẹp nữa không?
Xong rồi các bạn, xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình ha. Nếu các bạn thích xin bấm like, chia sẻ và đăng ký để xem những video kế tiếp của mình đó các bạn. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Xin chào.